giáo bằng gián tiếp cũng như trực tiếp. Phật giáo giúp con giải được rất nhiều vấn đề trong cuộc sống, gia đình con đều ủng hộ và hỗ trợ trong việc tự học và hiểu Phật giáo. Với cả chuyện đi thiền, miễn sao là nó giúp được chuyện ở đời cho con. Con xin hỏi sư là con nên làm gì tiếp trên con đường Phật học để giúp con với việc ở đời mà không ảnh hưởng đến niềm tin mà tôn giáo đầu tiên của con là Công giáo. Con xin cảm ơn sư. Nói chung thì nếu như mà quý vị mới bắt đầu tìm hiểu về đạo Phật á, chúng ta có thể nhìn về những điểm chung trước khi chúng ta nhìn về những điểm riêng. Khi chúng ta nhìn về những điểm chung á, chúng ta sẽ dễ chấp nhận và dễ thực hành hơn. Rồi từ đó khi mà trí tuệ của chúng ta được phát triển hơn, niềm tin của chúng ta được phát triển hơn, thì chúng ta sẽ có những cái nhìn. Thành ra đối với cá nhân của người đặt câu hỏi này á, thì sư đề nghị chúng ta hãy thực hành những cái pháp mà được thế gian công nhận là những việc. Ví dụ như hãy nỗ lực cho ra, hãy nỗ lực cho ra, hãy biết bố thí, hãy đối xử với người bằng cái vòng tay rộng mở. Cái cảnh giới cao nhất của việc bố thí là chúng ta sẵn sàng từ bỏ. Chúng ta sẵn sàng từ bỏ để người khác được hạnh phúc. Chúng ta từ bỏ tài sản để người khác được hạnh phúc. Chúng ta từ bỏ những cái quyền lợi để người khác được hạnh phúc. Chúng ta từ bỏ địa vị để người khác được hạnh phúc. Thì đó là một cái sự cao thượng của việc bố thí. Và cái thứ hai đó là hãy thực hành năm giới. Hãy nhớ rằng cái giới hạnh nó không phải là theo cái kiểu điều răn. Nó không phải là cái mà nếu như mình không làm thì ai đó sẽ hình phạt mình. Mà cái giới hạnh là những cái hàng rào nó ngăn chúng ta phải rơi vào những cảnh khổ. Và nó đem lại cho chúng ta những công đức. Ở đời ai cũng muốn sống lâu, không ai muốn chết yểu. Chính bởi vì như vậy chúng ta không nên giết hại. Bởi vì không có ai muốn chết. Ở đời không ai muốn chết, không ai muốn hình phạt. Nghĩ mình suy ra người, chớ giết, chớ bạo giết. Rồi ở đời đó, ai cũng muốn tôn trọng sức khỏe, tôn trọng cái tài sản của mình. Không ai muốn bị mất mát tài sản. Nghĩ mình suy ra người, đừng lấy của không cho. Ở đời đó, ai cũng muốn có một gia đình hạnh phúc. Thì nghĩ mình suy ra người, đừng bao giờ phạm cái lỗi tài dâm. Ở đời ai cũng muốn tôn trọng sự thật, ai cũng muốn được minh bạch, thì nghĩ mình suy ra người, đừng lừa dối ai cả. Rồi ở đời đó, ai cũng muốn có được trí tuệ, không ai muốn mình là người ngu dốt, không ai muốn mình là người mất kiểm soát. Chính bởi vì như vậy, hãy giữ giới, không uống rượu. Giới hạnh giúp cho chúng ta dù có theo Phật hay không theo Phật, chúng ta vẫn sẽ trở thành một con người đạo đức theo tất cả những cái khái niệm ở thế gian. Và cái điều thứ ba sư khuyên là chúng ta là cái người tại gia, tức là cái người ở nhà đó, chúng ta không có đi tu, thì chúng ta phải đi làm để nuôi sống bản thân và nuôi sống gia đình. Thì chúng ta hãy nuôi sống gia đình, nuôi sống bản thân bằng những nghề nghiệp không có tội lỗi, bằng những nghề nghiệp không có xâm phạm đến lợi ích của bất kỳ người nào khác hoặc bất kỳ chúng sanh nào khác. Nhờ như vậy chúng ta có được một nghề nghiệp không có lỗi lầm, chúng ta sẽ sống được. Và điều thứ tư, hãy ghi nhận rằng tất cả những cái sự trói buộc, bản thân nó là khổ và bản thân nó là cái chúng ta cần phải bỏ đi. Ví dụ như sự tham lam, nó là sự trói buộc, nó sẽ dẫn đến đau khổ, phải bỏ đi. Sự nóng giận, bản thân nó là sự trói buộc, bản thân nó sẽ dẫn đến sự đau khổ, chúng ta hãy bỏ đi. Đấy. Rồi sự tà kiến, những cái nhìn sai lầm, sự thiếu kiến thức, nó sẽ dẫn đến đau khổ, nó là cái phải bỏ đi.
Thì khi chúng ta biết như vậy đó, chúng ta sẽ thực hành một cuộc đời vô tham, vô sân và có chánh kiến. Đương nhiên những người không có phải là những người xuất gia đó, thì cái sự thực hành của quý vị vẫn có những hạn chế, thì được đến đâu hay đến đó. Và khi mà quý vị thực hành nhiều, đạt được nhiều sự lợi ích, thì từ từ quý vị sẽ có nhu cầu tìm hiểu sâu hơn và đi đến những cái bước tu tập cao hơn. Thì không biết là sư Tuệ Tường có lời khuyên như thế nào với những quý vị mà mới tìm hiểu Phật giáo như thế này. Dạ, kính thưa Đại Đức, kính thưa quý vị, thì ở đây cái câu hỏi chính á, cái mấu chốt chính của câu hỏi này, quý vị này nói là tiếp cận được Phật giáo và thấy được, giải quyết được nhiều vấn đề trong sống, nghĩa là thấy được cái sự an lạc ngay trong hiện tại đó. Vậy thì vị này mới hỏi tiếp là nên làm gì tiếp trên con đường Phật học mà lại không ảnh hưởng đến niềm tin tôn giáo. Đầu tiên của con là công giáo, thì sư có lời khuyên là như vậy. Đây là lời khuyên riêng bản thân sư, đó là nếu quý vị á mà tiếp cận được Phật giáo, giải quyết được nhiều vấn đề trong sống á, thì cái điều mà trên con đường học quý vị á, thì quý vị nên tiếp tục học thêm. Tại sao sư nhấn mạnh điều này? Cái điều rất là quan trọng quý vị, bởi vì đôi khi mình đơn thuần mình nghe ủa con cũng học mà, con cũng biết vậy là cũng mang lại lạc hiện tại rồi, đúng không? Thì mình nghĩ như vậy, đôi khi có mình có sự chủ quan. Chủ quan sao? Mình học như vậy chắc mình biết hết rồi, nên mình chắc mình không không cần như đây, có nghĩa là cái vốn liếng này đủ xài. Nhưng mà không, thưa quý vị, nếu ở đây xin nhấn mạnh nha, nếu cái vị này nè muốn càng ngày càng giải quyết được rất nhiều vấn đề trong cuộc sống nữa, từ đây, từ bây giờ nè, từ hiện tại bây giờ nè, cho đến cuối đời, và từ bản thân vị này lan tỏa cái năng lượng tích cực đó đến những người xung quanh đó, thì phải tiếp tục học thêm nữa, nghiên cứu sâu thêm về Phật pháp nữa, để mình hiểu được những cái lợi lạc mà lời Phật dạy đó còn thẩm thâm vi diệu, thưa quý vị. Đôi khi mình học cả cái luân hồi này còn chưa hết nữa. Đó là lời khuyên đầu tiên của sư, là nên học thêm nữa. Và cái lời khuyên thứ hai là của sư là gì? Khi mình học thêm được vậy đó, không, thì mình tiếp tục mình để mình thực hành. Mình thực hành là như thế nào? Thì Đức Phật Ngài có tóm tắt một cách vắn tắt cái sự thực hành sao? Qua câu pháp cú, đó là không làm mọi điều ác, thành tựu các hạnh lành, tâm ý giữ trong sạch, chính là chư Phật dạy. Thì ý nghĩa câu này là sao? Thì trong quý sư thí mắt gá, tức là thanh tịnh đạo của giải thích là không làm mọi điều ác, thì để Đức Hành Tại có nói vị đó là khuyên quý vị là giữ giới, đại câu đầu đại diện cho giới, thành tựu các hạnh lành, đó là quý vị vun bồi cái samadhi, cái nghĩa là định. Không làm mọi điều ác, thành tựu các hạnh lành, tâm ý giữ trong sạch, đó là quý vị vun bồi cái trí tuệ. Và cuối cùng chính là chư Phật dạy, là cái điều này nè, cái điều vắn tắt đại diện cho giới định tuệ nè, là chư Phật ba đời đều dạy như vậy. Đó là cái lời khuyên thứ hai của sư, đó là quý vị học học nữa nha, xin nhấn mạnh một lần nữa là học nữa, rồi quý vị đem ra thực hành. Và thực hành như thế nào? Vì thực hành đó là một cách không ngừng nghỉ, thực hành cố gắng thực hành không có gián đoạn, để việc mình có được cái lợi lạc, có được mình giải quyết được nhiều vấn đề ngay trong cuộc sống, rất nhiều vấn đề ngay trong cuộc sống nữa, từ đây cho đến cuối đời của mình luôn, và mình giúp cho người thân xung quanh mình nữa. Là vấn đề thứ ba, là khi mình làm được vấn đề thứ nhất, thứ hai là mình học thêm nữa và mình hành một cách xuyên suốt đó, tuần tự như vậy đó, thì mình sẽ có những cái thành tựu đó ngay trong hiện tại và ngay trong tương lai, và thành tựu đó ngay chính bản thân mình, và thành tựu cho chính người thân quyến thuộc của mình. Cái đó là cái lời khuyên của bản thân sư, cũng xin kết thúc cái câu trả lời này.
ta qua cái câu hỏi tiếp theo. Sư cho con hỏi chùa Nam Tông mình có nhận tỳ kheo và xuất gia không? À, cái này thì quý vị sư nhớ là cái này sư có gửi email, nhưng mà thôi lỡ rồi thì gửi đến chùa gặp sư ha, gửi đưa sư cái sứ lý lịch, chứ còn nói không như vậy thì không có được.